gọn mà vô cô gọn trong trái cô nghe mắm châu lộ bà gọn cái chọc ra cái gì có tay vinh đây tôi quay mọi người xem đang cảnh người ta đang cúng phát tài, cúng phát lộc phát tài đầu năm nhé. Đấy người ta sẽ cúng rất là đặc biệt, phong tục rất là đặc biệt, phong tục tập quán của người Hơ Re nhé. Cái này ông thầy cúng đang làm, đang chỉnh lại cho nó đúng cái nguyên tắc của nó ấy. Cái này chắc các bác ở thành phố chắc chưa thấy cái này bao giờ. Đấy, tôi quay lại để cho mọi người cùng xem cái cảnh nông thôn như này đấy, trên miền núi đấy. Cái này là phong tục người ta cứ mỗi năm người ta sẽ cúng một lần như này. Giờ tôi sẽ không nói thì tôi quay nhé. Nam tinh khí khlo nam neo pre on nam no na da ye on na da kha be da teng be te po da gak lak mu no ge ma to sang to da ka pot ma pi ka to pet tom ta de le no ai no ai no to tam de te ha da yo ok chak lam lu tu ting lam hui lam ra ja ko kwa mai mo jom ne ja tu o pe ka to ok da hi to ma ko o pe ka to ka lai ka tom ka ta ka de ka lem ôi bây giờ 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 cái dài bởi vì nó đã quay tôi quay lại hết tất cả quá trình người ta làm cái này, làm người ta cúng phát tài phát lộc, cũng như may mắn gặp may mắn. Ba được. Đây. Ô, ba. Cái thơ chắc cái ốp lịa ba. Ba 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 ba. Đấy, ta bắt đầu bôi lên tiếp gà bôi lên này. Năm nay giờ nó neo khai đó tên bên tê bỏ tất cả lọc mùi mì gong nuôi mì lưu lên. Cái kiểu bôi lên như này là để cho thần linh nó thấy có màu đỏ, để cho thần linh cái thần tài, thần lộc như thế. Cầm kéo toàn bên kia để quay sang. Đây để quay cái này là. Đây đây, quay tao có sao. Nó có rêu rết chết lời. Mẹ ta công ta thăng ta băng ta bạc tì huyết trang cao với hạt bộ. Ôi ta nghe. Cúng cái này phải có, không phải thầy cúng nào cũng được cái này nhá. Cái này khó, cũng gọi là tôi chả biết khó như nào, người ta bảo khó. Cúng cái này là phải có người gọi là người siêu sao mới cũng được, giỏi, lành nghề. Gà cũng phải lựa gà màu trắng này. Mấy không? Kìa đang nấu nồi bánh chưng. Mặt những con này có chút nhạc tạc hẹn. Không hỏi anh bà rai. Mọi anh gốc mỏng. Mọi bà rai bút trục lệch trong tàu. Đều lẻm về hàng bà. Cảnh ở đây thì nó cũng tính về quê. Vệ tàu lộp lòn, vệ con dê, vệ tàu bò chứa y hàng con. Bóc mà bà rơi rách chút lên.
Bây giờ bắt đầu nhuộm lên màu đỏ, quay màu đỏ như vậy. Đây này, đỏ hết rồi đấy. Vẫn tiếp tục nhuộm vậy. Cái này mấy bạn ở thành phố nhìn chắc cũng lạ nhỉ, chưa thấy bao giờ chắc lạ lắm. Cái này mà đi mang ra Hà Nội mà làm cúng thế này mà ra Vincom rồi Tham City các kiểu và đứng giữa sân làm cái động tác này thì thôi rồi chắc báo chí người ta đăng lên đâu. Người ta xuống rồi, ta nhìn báo chí người ta đăng lên. Ai học lên ha, học lên mới xét bu hết rồi, đem mấy cái này. Mấy ta tôi đem hoa đó rồi. Cái này là bắt buộc theo cái phong tục ở trên này, người ta bảo là bắt buộc phải cúng nhé, không cúng là không được đâu nhé. Cái này là bắt buộc phải làm. Cứ đến năm là phải làm. Còn không làm thì làm ăn kiểu người ta bảo là ăn không được. Đấy, đẹp không mọi người, rất đẹp đúng không? Thôi nha, tôi kết thúc video ở đây.